Thưa quý vị và các bạn, công trình kiến trúc tuyệt vời mà quý vị và các bạn đang thấy đây, đó chính là sân vận động Krestovsky nằm trên đảo Krestovsky của thành phố Saint Petersburg. Sân vận động Krestovsky thì được xây dựng trên nền cũ là sân vận động Kirovsky, mang tên một vị tướng thời Hồng quân Liên Xô. Và khi xây sân vận động Krestovsky thì tượng của vị tướng Kirov này cũng được đặt ngay sau lưng tôi đây, như quý vị và các bạn đang thấy. Nếu như sân vận động Kirovsky được xây dựng năm 1950 thì đến năm 2017, sân vận động Saint Petersburg mới hoàn thành và đưa vào sử dụng với sự kiện lớn đầu tiên, đó chính là Confederation Cup. Và đến năm 2018 thì như chúng ta đã biết, sân vận động Saint Petersburg vinh dự là một trong sân vận động tổ chức nhiều trận đấu nhất với 7 trận đấu tại FIFA World Cup. Theo quan sát của chúng tôi thì ban tổ chức sân đã có rất nhiều các cổng để đưa các cổ động viên vào sân. Theo quan sát chúng tôi có tới hơn 20 cổng chỉ ở một mặt của sân vận động Zenit Saint Petersburg mà thôi. Và việc tạo ra rất nhiều cổng đón tiếp này thì giúp cho lượng cổ động viên đổ ở đây dù nhiều nhưng sẽ không có tình trạng rồn ứ, và cũng giúp cho công tác an ninh có nhiều thời gian hơn để kiểm tra. Tại giải vô địch quốc gia của Liên bang Nga thì sân vận động Krestovsky là sân nhà của đội bộ Zenit Saint Petersburg. Và khi thi đấu ở giải vô địch quốc gia, sân vận động này chỉ có khoảng hơn 6.000 chỗ ngồi thôi. Tuy nhiên khi sử dụng cho World Cup thì rất chiếu của sân vận động được nới lên